Tám câu nói càng nghe càng thấm. Kính thưa quý vị, đời người sẽ phải trải qua ba lần trưởng thành. Lần đầu tiên là khi phát hiện ra mình không phải là trung tâm của thế giới. Lần thứ hai là khi nhận ra có một số việc dù bạn cố gắng như thế nào, bạn vẫn không thể thay đổi. Lần thứ ba là khi biết rõ có một số chuyện rõ ràng là sẽ không có kết quả nhưng vẫn bất chấp tất cả để theo đuổi ngày còn trẻ mỗi lần giận dỗi bố mẹ dỗ ba ngày ba đêm vẫn không xong hiện tại nổi giận chỉ một lúc sau đã thấy nó không cần thiết thời gian sẽ dần bào mòn những xúc nổi ngây thơ chậm rãi lắng đọng tất cả thành tự mình hiểu lấy ngày trẻ ngay cả đa sầu đa cảm cũng phải khuếch đại thành kinh thiên độc địa hiện tại càng đau càng bình tĩnh càng khổ càng trầm mặc đây là cuộc sống cuộc sống biến trái tim bạn trở nên mạnh mẽ hơn đem tất cả cảm xúc của bạn dần dần điều chỉnh thành chế độ im lặng đời người có những chuyện trải qua rồi mới thấm thía càng đau lại càng trưởng thành và những câu nói sau đây tin rằng nó sẽ chạm đến tận cùng tâm can của mỗi người. Câu nói thứ nhất, chân thành quá mức là một cái tội, tin người quá vội là một cái ngu. Người bán quần áo nói rằng, chiếc áo này là chiếc áo duy nhất ở quanh khu này được họ bán rẻ nhất. Nhưng đâu biết rằng, chiếc áo đó đã là hàng tồn tử lâu mà họ muốn thanh lý rẻ cho bạn. Một đôi nam nữ yêu nhau thề non hẹn biển, nhưng có thật lòng hay không chỉ họ mới biết. Một người luôn thao thao bất tuyệt khen ngợi, tán dương bạn, nhưng thực tế lại đi nói xấu sau lưng. Trong xã hội này không thiếu những việc như vậy, nếu không có quá nhiều kinh nghiệm sống, vậy làm sao để nhận diện được ai thật lòng, ai lợi dụng mình để có cách ứng xử phù hợp, không phải chịu thiệt thòi về bản thân. Đừng tốt với ai quá nói như vậy tự nhiên thấy hơi chạnh lòng người đối tốt với người là chuyện đương nhiên sao phải đừng ý tôi muốn nói ở đây là lòng tốt đặt không đúng người đúng chỗ hãy đối tốt thôi còn đối tốt quá thì hãy để dành đối tốt với ba mẹ mình đối tốt với người không xứng chẳng khác nào làm chuyện có lỗi với bản thân đừng để lòng tốt của mình bị lợi dụng bởi xã hội bây giờ về cơ bản là chơi với nhau để vụ lợi là chủ yếu nhà ông mặt phố bố ông làm to giày ông đang đi hàng hiệu quần áo ông đang mặc tôi chơi còn không xin lỗi tôi đóng cửa thực tế lúc nào cũng phũ phàng như vậy cho nên để đặt lòng tốt cùng sự chân thành của mình đúng nơi đúng chỗ thì trước hết bạn phải đặt lòng tin của mình đúng nơi đúng chỗ để mà có được lòng tin của mình cho họ thì tất nhiên bản thân của mình phải hiểu con người của họ cần phải biết động cơ của họ tính cách của họ bản chất của họ như thế nào thì mình mới tin được và mình mới có thể đối tốt với họ được nhưng trước hết bản thân mỗi người hãy là một người đáng tin và một người tốt đã bạn như thế nào thì cũng sẽ nhận lại được như vậy thôi câu nói thứ hai nếu chỉ nhìn bề ngoài mà biết hết một con người thì trên đời này đã chẳng tồn tại hai chữ không ngờ dung mạo không phải là nguyên tắc để phán xét ở bất kỳ hoàn cảnh nào dù gặp người có dung mạo xấu xí cũng là như thế càng không nên nói diện mạo xấu xí là không giống với bình thường chúng ta nhiều khi vì tác dụng của thị giác mà tâm sinh phản ứng một người xấu đẹp thế nào chúng ta đều không thể dựa vào vẻ bề ngoài để phán xét vẻ ngoài ở đây còn là lời nói hành vi ứng xử của mỗi người hãy nhớ đừng đánh giá một cuốn sách dựa vào bìa của nó con người cũng vậy chúng ta thường phán xét một người dựa trên vẻ ngoài của họ nhưng ít khi hiểu được rằng đằng sau khuôn mặt đó nụ cười đó ánh mắt đó hay hành vi lạ lùng của họ là cả một thế giới đầy rẫy những mối lo toan suy nghĩ chăn trở hay những nỗi muộn phiền mà chỉ có họ mới hiểu được họ đang diễn nốt vai của mình và chắc chắn họ đã làm tốt bạn cũng vậy cũng đang trong một vở kịch mang tên cuộc đời vậy thì đừng chỉ dựa vào những gì họ nói ra hay hành động của họ để phán xét chẳng ai khẳng định sẽ đủ mạnh mẽ và tươi cười khi bị người khác chỉ trích đặc biệt là những lời chỉ trích không có căn cứ cuộc sống có rất nhiều sự việc xảy ra mà chẳng thể nào chúng ta hiểu rõ được bản chất chính vì vậy không thiếu những lần vì quá vội vàng mà chúng ta đã đưa ra những lời phán xét làm tổn thương người khác khiến sự việc trở nên trầm trọng hơn và cuối cùng đến khi nhận ra sự thật thì đã quá muộn câu nói thứ ba cái lạnh nhất không phải là cơn gió khi trời sang đông mà là sự vô tâm của một người mà bạn xem là tất cả ai đó đã từng nói rằng trong tình yêu người nào yêu nhiều hơn người ấy chịu nhiều thua thiệt hơn đúng nhưng chưa đủ ngoài sự thua thiệt bạn sẽ còn phải đối diện với nỗi cô đơn từ sâu nơi đáy tim dẫu người ấy vẫn đang ở đây vẫn ở ngay bên bạn lúc này lắm lúc bạn sẽ hoài nghi chính mình rốt cuộc thì mình đã sai ở đâu có phải vì mình đã quá quan tâm đã xem họ là cả thế giới hay tại mình đã quá yêu họ mà quên đi cách tự yêu bản thân mình. Bạn miệt mài đuổi theo người kia trong tình yêu của cả hai, mà lẽ ra họ phải là người nắm tay bạn cùng đi trên con đường ấy. Tình yêu đó là chuyện của hai người, thừa hay thiếu cũng sẽ trở thành bi kịch, nhưng chớ trêu thay, khi ta lại trở thành kẻ đơn phương trong chính tình yêu của mình. Đơn phương quan tâm, đơn phương lo lắng, đơn phương chờ đợi, để rồi những thứ ta nhận về chỉ là sự hờ hững lạnh nhạt của người mình yêu. Khoảng cách vô hình giữa cả hai cứ thế càng kéo dài, kéo dài mãi. Đừng mãi ôm những nỗi đau vào lòng, lâu dần sẽ trở nên chai sạn, tình yêu mơ hồ, ám ảnh, sợ hãi vô ngần. Vì người ấy vô tâm nên họ cho mình cách quyền mặc nhiên cả đời bạn sẽ đứng yên và đợi chờ. Vì họ vô tâm nên sau mỗi lần hững hờ, tình yêu trong bạn cũng dần phai nhạt đến mức trơ trọi, chỉ còn bi thương, và cũng chính sự vô tâm, nên mãi mãi họ chẳng biết trong thời khắc đó, bạn đã mỏi mệt và đớn đau đến nhường nào. Yêu một kẻ vô tâm, bạn sẽ cảm thấy cô đơn và trong tranh lắm. Tựa như thể người mình tin tưởng nhất cũng chẳng hề đói hoài, vun vén cho tình yêu. Đừng bao giờ đặt cuộc lòng tin, cũng đừng chọn yêu một người khi bạn không phải là sự ưu tiên của họ. Câu nói thứ tư khi một người cố tình làm đau bạn hết lần này đến lần khác, hãy tha thứ cho họ, nhưng đừng bao giờ đặt niềm tin vào đó nữa. Chúng ta có thể dễ dàng tha thứ vì tha thứ khiến cho chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản hơn, nhưng để tin tưởng thêm một lần nữa thì là điều khó khăn vô cùng. Đừng bao giờ hy vọng một ai đó sẽ lại tin tưởng bạn nếu bạn đã từng lừa dối người ta bởi chẳng ai đủ can đảm để đánh cược niềm tin thêm một lần nữa đâu. Niềm tin nó cũng giống một cái ly thủy tinh, dạn nứt thì vẫn có thể cố dùng được, nhưng một khi đã vỡ tan tành thì chỉ còn cách bỏ đi. Câu nói thứ năm Không phải tất cả những người cười với ta đều là bạn, cũng không phải tất cả những người làm ta bực mình đều là kẻ thù. Khi còn trẻ, chúng ta chưa hiểu về thế giới bên ngoài, tự cho mình là tài giỏi, khi đối mặt với sự chỉ trích của người khác liền cho rằng đó là do người khác cố tình bới lông tìm vết, không cách nào bình tĩnh xem lại lỗi lầm của mình. Bạn đã từng nghĩ đến, người chỉ trích bạn nhiều nhất là ai chưa? Là mẹ bạn, chỉ có những người yêu thương bạn thật lòng mới nói sự thật với bạn, đồng thời những người đang chỉ trích bạn mới là những người coi trọng tài năng của bạn. Vì sao người ta nói rằng không phải tất cả những người cười với ta đều là bạn? Vì bên cạnh cái cười thể hiện sự tán thưởng, đồng tình, cảm thông, tin yêu của những người có thiện trí, còn có những cái cười thể hiện sự mỉa mai, bên trong chứa được sự nham hiểm. Vì vậy, cần thận trọng và cảnh giác trước những cái cười ấy. Không phải tất cả những người làm ta bực mình đều là kẻ thù của ta. Vì thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng người đối xử với bạn một cách thật lòng mới dành cho bạn những lời góp ý những người có trách nhiệm với bạn mới chỉ cho bạn điểm chưa được đó mới là những người cố gắng dạy bạn dẫn dắt bạn tiến bộ nếu người chê ta và nói ra những sự thật cho ta biết hoàn toàn không có ý hãm hại mà chỉ để giúp ta nhận thức đúng về chính mình thì đó không phải là kẻ thù mà chính là người bạn thực sự của ta do đó Mỗi người cần phân biệt được những biểu hiện bên ngoài và bản chất bên trong của những hành động của người khác để phân biệt rõ đâu là bạn, đâu là kẻ thù. Câu nói thứ 6: Đừng cố gắng hiểu mọi thứ, bởi vì đôi khi có những chuyện không phải để hiểu mà là để chấp nhận. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta bị buộc phải chấp nhận những sự thật mà bản thân không hề mong muốn. Vì không thể chấp nhận những thực tế phũ phàng, nên có những ngày tháng tưởng chừng như tim đã chết lặng, tâm hồn mục nát, cơ thể sống như một cái xác. Có những ngày tháng không còn biết nỗi đau thể xác là như thế nào, vì nỗi đau tinh thần đã quá bi thương. Có những ngày tháng sống không còn là sống mà sống đơn thuần như một kiểu tồn tại. Nhưng một khi hiểu được hai chữ chấp nhận, bạn sẽ nghiệm ra rằng Nhờ có những ngày tháng như thế mới biết được rằng vượt qua nỗi đau chưa bao giờ là dễ. Để rồi vượt qua nỗi đau mới biết mình mạnh mẽ và can đảm biết chừng nào. Để rồi khi đã mạnh mẽ và can đảm, nhìn lại mới biết trân quý bản thân. Vì chỉ khi biết yêu thương chính mình mới mong mưu cầu được hạnh phúc. Trên thế giới này, chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng. Cũng không có cuộc đời ai mãi thuận buồm xuôi gió Mọi chuyện không thể luôn luôn theo ý kiến của chúng ta, nên nhân sinh mới có phiền não và ưu sầu. Khi những chuyện không muốn xảy đến, bạn sẽ tìm cách đối mặt với chúng ra sao? Hãy bình thản và lựa chọn hai chữ chấp nhận. Đôi khi, đối mặt với cuộc sống, ta phải thỏa hiệp, phải nhẫn nhịn, phải nhân nhượng, bởi nhân sinh thất thường, nào khác chi thời tiết, có lúc nắng tràn rực rỡ, có lúc lại như mưa rơi thác đổ câu nói thứ bảy, muốn dứt khoát một chuyện gì đó, cách tốt nhất là im lặng và đừng mềm lòng. Một người thông minh đến mấy cũng không thể nhìn thấu mọi chuyện, có trí tuệ đến đâu cũng không thể luôn thuận buồm xuôi gió. Trong thời điểm xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp với người khác, sự im lặng của bạn không phải là yếu đuối, không phải thỏa hiệp, càng không phải thờ ơ, mà có nghĩa là bạn đã thực sự trưởng thành bạn biết cách xem nhẹ rất nhiều chuyện không đáng phải so đo vì đôi khi im lặng còn đáng giá hơn cả ngàn lời nói muốn dứt khoát trong một mối quan hệ độc hại đôi khi chỉ cần im lặng bởi im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ cho nên nếu bạn muốn rời bỏ một kẻ tệ hại thì hãy im lặng bạn vứt bỏ họ ở quá khứ là có lý do và giờ đừng vác tiếp họ vào tương lai cả cuộc đời này chúng ta trải qua vô vàn chuyện và gặp gỡ rất nhiều người đối với hiện tại chúng có thể rất quan trọng nhưng biết đâu sau vài năm khi nhìn lại ta sẽ phát hiện ra mọi thứ so đo tranh đoạt trước kia đều không còn ý nghĩa trong khi đó những lời nói sắc bén từng làm tổn thương người khác vẫn để lại dấu ấn vết sẹo hẳn sâu mà không thể xóa nhòa hãy cẩn thận với những gì bạn nói nó có thể được tha thứ nhưng không thể nào quên dù có giận hờn oán trách thì cũng cứ im lặng rời đi và chớ mềm lòng. Im lặng không có nghĩa là yếu đuối, mà im lặng là quyền năng của kẻ thông minh. Câu nói thứ 8. Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, chỉ một vài người luôn đứng bên bạn mà không hề do dự. Đó chính là gia đình. Gia đình là nơi bình yên nhất, khi bị thua thiệt ở trước mặt người khác, lúc nào cũng nói mình vẫn ổn, gọi điện về cho gia đình, vừa nghe thấy tiếng mẹ gọi một tiếng mẹ nước mắt đã chảy xuống bởi ta biết người khác hỏi ta sao vậy phần nhiều là vì thỏa mãn thói hóng chuyện và sự tò mò của bản thân họ chứ không nhất định là vì thật sự quan tâm chỉ có gia đình khi hỏi sao vậy mới thực sự là vì lo lắng dù cả thế giới có bỏ mặc ta ta vẫn dám chắc chắn một điều trong lòng bố mẹ ta chính là cả thế giới Gia đình là nơi sẵn sàng bao dung cho mọi tật xấu, mọi điểm không tốt của bạn, nhưng luôn hy vọng bạn có thể trở nên tốt hơn. Tình thân chính là một giây trước thôi còn mắng bạn, giây tiếp theo đã ôm trọn bạn vào lòng. Trên đời này ngoài gia đình, sẽ chẳng có ai sẵn sàng nhận trách nhiệm cho những sai lầm của bạn, rồi còn an ủi, vỗ về bạn. Vâng, kính thưa quý vị, khi bạn đau đớn, về nhà đi Đừng quên, nhà sẽ nhẹ nhàng xoa dịu vết thương của bạn. Khi bạn cô đơn, bất lực, về nhà đi, nhà sẽ dùng yêu thương sưởi ấm trái tim đơn độc của bạn. Khi bạn đón nhận thành công, về nhà đi, nhà sẽ cùng nhau chia sẻ thành quả lao động mà bạn đã phải dùng những khó khăn vất vả, những mồ hôi nước mắt để đổi lấy. Khi bạn tìm hoài chẳng thấy hạnh phúc, về nhà đi. Một mâm cơm ấm, một vòng tay êm, một góc sân nhỏ, nhà chính là hạnh phúc, nhà là nơi bình yên. Và quý vị có đồng ý với tôi một điều là các bà mẹ có một bệnh chung, chỉ cần bạn nói có món nào ngon là y như rằng họ sẽ thường xuyên nấu món đó, tới khi bạn phát ngán mới thôi. Thực ra chỉ là mẹ nghĩ, thứ nào bạn thấy tốt, mẹ nhất định sẽ cho bạn, yêu thương nhiều tới mức không biết phải làm sao cho phải tìm đâu ra trên cuộc đời một người yêu thương ta vô điều kiện như vậy cho nên hãy luôn trân trọng sinh mệnh mẹ cha cho trân trọng cuộc sống này để sống mỗi ngày một tốt hơn quý vị nhé cảm ơn quý vị đã lắng nghe và chia sẻ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại